Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa. Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin thời sự. Mục nhịp sống đô thị phản ánh về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bánh trung thu truyền thống. Chiều ngày 19 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa đã diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu tại buổi lễ. Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa đã diễn ra lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ. Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, điều động đồng chí Trần Anh Trung, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Quảng Xương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương nhiệm kỳ 2021-2026 để chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, điều động và bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm và nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong tiến trình cách mạng của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước và sự phát triển của tỉnh. Thay mặt các đồng chí được điều động và bổ nhiệm, đồng chí Trần Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện hiệu quả nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm đô thị trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại. Trong tuần, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai luật thanh tra, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật phòng chống bạo lực gia đình. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung mới của luật thanh tra, luật phòng chống bạo lực gia đình, các nội dung chính của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các nội dung liên quan đến các văn bản luật trên có nhiều quy định mới quan trọng, trong đó các đại biểu tham gia hội nghị đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu kỹ tài liệu để có những định hướng cụ thể trong công tác quản lý nhà nước, nhằm tham mưu cho các cơ quan chuyên môn tăng cường trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ phân công để tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Cũng tại hội nghị này, để ghi nhận những nỗ lực, thành tích nổi bật của các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong quá trình triển khai thực hiện luật hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2013-2023, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức trao giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Vừa qua tại xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa và một số đơn vị phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Tại lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, Ban tổ chức đã trao tặng xã Hoàng Quang 100 cây bàng Đài Loan, hai mô hình đường tranh bích họa 3D để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường và 300 làn nhựa cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân dùng đi chợ. Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức và đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân xã Hoàng Quang đã ra quân trồng cây xanh và tổng dọn vệ sinh môi trường. Với mục tiêu xây dựng phường Quảng Đông văn minh theo hướng xanh, sạch đẹp, hiện đại, thành phố Thanh Hóa đã và đang đầu tư triển khai dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông Đông Định Đức qua công sở phường Quảng Đông có chiều dài trên 2 km.
Dự án này hoàn thành sẽ giảm ùn tắc giao thông, khắc phục tình trạng ngập úng và chỉnh trang đô thị. Dự án này được thực hiện từ ngày 3 tháng 4 năm 2023 với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hạn tư vấn xây dựng và thương mại Trường Thành trực tiếp thi công. Đến thời điểm này, dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông Đông Định Đức qua công sở phường Quảng Đông đã triển khai thực hiện được khoảng 40% khối lượng công trình. Đơn vị thi công đang tổ chức thi công nền đường và thi công hệ thống thoát nước, lát hè, di chuyển đường ống cấp nước, hệ thống điện, đồng thời đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông để đảm bảo cho các hộ dân sống dọc hai bên đường. Thưa quý vị và các bạn, bánh trung thu là món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ đón trăng rằm của người Việt. Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất bánh trung thu đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Có mặt trên thị trường hơn 20 năm qua, cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống Thuận Nhàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đã khẳng định được thương hiệu uy tín trên thị trường và được đông đảo khách hàng tin dùng. Để sản xuất ra những chiếc bánh thơm ngon chất lượng, cơ sở đã đầu tư một số trang thiết bị hiện đại, đặc biệt chú trọng đến khâu lựa chọn nguyên liệu, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình chế biến, luôn thực hiện quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến thời điểm này, sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo Thuận Nhàn là sản phẩm duy nhất đạt chất lượng OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tôi là người Thanh Hóa nhưng mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua cái quảng cáo và cũng được người nhà Thanh Hóa gửi quà vào, tôi thấy cái bánh trung thu Thuận Nhàn này là ngon và nó cũng cảm thấy là cái tình cảm của quê hương. Còn những cái ngon như thế này, đôi khi có những cái bánh ở Sài Gòn thực sự không ngon bằng. Hàng năm vào dịp Tết Trung Thu, các thương hiệu bánh gia truyền trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã chủ động đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đa dạng phong phú. Ngoài bánh nướng, bánh dẻo, nhiều đơn vị đã đưa ra nhiều loại sản phẩm với nhiều hương vị khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các cơ sở sản xuất đã đầu tư nhiều hơn về mẫu mã sản phẩm. Trên mỗi bao bì đều ghi rõ thông tin nhà sản xuất, thành phần, định lượng và hạn sử dụng. Nhằm đưa bánh đến tay người tiêu dùng, ngoài phương thức bán hàng truyền thống, các cơ sở sản xuất đã giới thiệu sản phẩm bánh qua Zalo, Facebook, website để người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá sản phẩm một cách công khai, công tâm. Bánh gia truyền này này, bánh của đây là bánh ở đây này, mình mua mình yên tâm. Một là ta là hàng xóm láng giềng ở gần nhau, đó, cho nên biết là cơ sở này người ta sản xuất bánh nó an toàn, đó, bảo đảm an toàn thực phẩm. Cái thứ hai là bánh ngon. Đấy, thứ ba là giá cả nó cũng phải chăng, vừa với túi tiền của dân mình. Năm nay, do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng, nên giá nguyên vật liệu làm bánh tăng so với mọi năm từ 10 đến 20%. Giá mỗi chiếc bánh trung thu cũng được điều chỉnh ở mức vừa phải, trung bình từ 30 đến 70.000 đồng một chiếc. Trong khi đó, sức mua của người dân đến thời điểm này chưa biến động nhiều, nên các cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống vừa phải giữ ổn định thị trường, giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm nay sẽ cái số lượng bán cũng không được nhiều như mọi năm. Vì nhiều doanh nghiệp, nhiều các cái cơ sở người ta sản xuất, người ta vẫn đưa ra những các cái mặt hàng rất nhiều và đa dạng mẫu mã. Cho nên là các nhà sản xuất của chúng tôi cũng phải lựa chọn theo cái cách mình làm như thế nào đó để phù hợp với cái tiến độ của nhà mình với khách hàng đặt cho được thoải mái. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, ngoài ý thức chấp hành các quy định về luật an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu, thì người dân hãy là người tiêu dùng thông thái nên lựa chọn cho mình và gia đình mình những sản phẩm bánh trung thu của các cơ sở sản xuất uy tín, không vì ham rẻ mua những sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường. Có như vậy, Tết Trung Thu mới thực sự ý nghĩa, đầy kỷ niệm và an toàn cho mọi gia đình. Chương trình truyền hình thành phố Thanh Hóa hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.